À, hôm nay ngày 2 tây tháng 2 năm 2022, hoàn cảnh của cô Võ Thị Đa sinh năm 1986, bị suy thận, đang điều trị ở bệnh viện Đa Khoa Tràng Dịch Màng Phổi nữa. Linh xin đại diện chị Nguyễn Cẩm Hương gửi 500.000. Em quách tỉnh hôm qua em gọi 500.000, Linh là người nâng cao 1 triệu. Cảm ơn chị Nguyễn Cẩm Hương rất là nhiều. Tắt ha. À, hôm nay ngày 2 tây tháng 2 năm 2022, hoàn cảnh của cô Võ Thị Đa sinh năm 1986, bị suy thận, đang điều trị ở bệnh viện Đa Khoa Tràng Dịch Màng Phổi nữa. Linh xin đại diện chị Nguyễn Cẩm Hương gửi 500.000. Em quách tỉnh hôm qua em gọi 500.000, Linh là người nâng cao 1 triệu. Cảm ơn chị Nguyễn Cẩm Hương rất là nhiều. Tắt ha.